người quen anh là một người như thế nào á? Tại vì tính anh rất là nhát, hầu như là ít khi chủ động về mọi việc. Thực tế con trai thì phải cần chủ động, nhưng mà tại tính anh ngại ngùng nào nhát cái, nói chung là vậy. Với anh thì cái việc mà anh chủ động hoàn toàn thì hơi khó, hy vọng em có thể hiểu đồng cảm với anh là được. Nhưng mà anh góp ý nè, thật ra em nói vậy thì nhà gái nghe vậy thôi, nhưng mà cái gì em cũng bắt nhà gái chủ động nó không hợp lý lắm. Thí dụ như tới ngày lễ hay Tết em phải chủ động tặng hoa, hay là mình nhìn bạn gái mình thích cái gì mình phải chủ động. Thí dụ vậy, mình nói gì nói, mình nhát thì nhát như ngoài, nhưng với bạn gái của mình, với bà xã của mình thì mình cũng mạnh dạn lên. Đó là người thân của mình mà có gì đâu ngại. Em có thể thôi. Giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả và bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Trực, năm nay em 31 tuổi, quê em là ở Phan Thiết. Em hiện tại là đang làm việc ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Em đang là quản lý của công ty nhỏ của Nhật làm về xây dựng. Cụ thể là em làm cái công việc gì chính chuyên môn của em á Trực? Dạ, em là quản lý chung để mà công ty vận hành một cách suôn sẻ. À, quản lý ha, được bao nhiêu nhân viên? Dạ, hiện tại công ty em cũng nhỏ, làm việc về bán vẽ xây dựng nên chỉ khoảng 12 nhân viên. À, rồi em ở Đồng Nai với ai? Dạ, em ở một mình. Một mình, còn gia đình em ở đâu? Quê em ở Phan Thiết nên mẹ em cũng đang ở Phan Thiết. Cũng ở Phan Thiết hết, lâu lâu mới về một lần đúng không? Em đang cố gắng là một tháng về hai lần. Tháng hai lần. Dạ. Em vào Đồng Nai làm việc lâu chưa? Sau khi ra trường 2015 thì em về Đồng Nai làm luôn. Nhà gái đã nghe rồi. Mời nhà gái. Bây giờ nhà gái giới thiệu về mình nào. Con chào cô Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh và chào nhà trai bên kia và chào tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Thì con tên là Nguyễn Vũ Bích Ngọc, sinh năm 1998. Hiện tại con đang hoạt động trong lĩnh vực marketing. Con làm ở đâu? Dạ, con làm nghề tự do. Con đang ở đâu nè? Dạ, con đang ở Bình Thạnh. Ở với ai? Chị con có chồng rồi, chị con ở riêng, còn con là con ở một mình. Quê con ở đâu nè? Quê con ở Bình Định. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của Trực là gì nè? Dạ, ưu điểm ha, là em không biết uống rượu, bia hay cà phê. Em cũng không hút thuốc, cũng không biết chơi game. Tứ đồ từ không biết gì hết luôn hả? Cà phê mà cũng không biết uống nữa, tôi thấy nó nhạt quá vậy trời. Không phải biết uống chút chút cà phê, thấy không? Chứ gì đâu mà không biết gì trơn trời, biết làm ăn thôi hả? Dạ, em chỉ có công việc mà. Công việc thôi hả? Nói chung vậy cũng tốt, nhưng mà cũng nên đi giao lưu chút xíu ha. Như vậy là rất là tốt á, nói chung là tốt hết á. Còn của vậy có khuyết điểm gì đâu trời? Khuyết điểm nó liên quan tới tính tình của em. Là sao? Là tại vì em ít nói, trầm tính. Ngoài công việc ra thì em hầu như em không có nói gì. Và em khá thụ động. Và em cũng kiểu y như là tự ti về bản thân này nọ. Em tự ti về cái gì nè? Em có gì đâu tự ti. Chứ bề ngoài em không được sáng sủa như người không, ta. Không, để bà Mai, bà coi coi là. Bây giờ là xịt keo cho nó tóc nó dựng lên chút xíu ha. Rồi cái bắt đầu là trời ơi, nhìn cũng được lắm chứ bộ. Dạ trai, trời ơi, vậy mà tự ti gì nữa. Nói chung là em nhìn được lắm, cái vẻ bề ngoài á, hiền lành, chất phát, chân thật. Con cái là hơi thụ động, tức là mình chỉ có mình cứ lủi lủi trong phòng hoài thôi không được. Trong phòng hoài em tự ti vậy là đúng đó. Nên bước ra ngoài đi em, phía bên ngoài nó còn nhiều cái điều tốt đẹp lắm em. Tôi thì nhà trai tôi được, tôi chấm là 9/10 đó. Nói chung không có trừ được điểm nào đúng không? Tôi coi Bình Định quê tôi cái coi. Đó. Quê vợ tôi Bình Định. Con chào chú. Chào con, hai cái đồng điếu ha. Dạ. Con quê quyện nào? Con ở thành phố Quy Nhơn luôn hả? Dạ. Bây giờ nè, ưu điểm của con là cái gì? Ưu điểm của con là con học bác, con nhiệt tình. Nói chung là con còn trẻ cho nên là con sẽ đi khá là nhiều. Bên nhà trai chú hiền hơi thụ động. Hơi thụ động. Con biết uống cà phê không? Dạ, con rất kiêng cà phê. Đó, về con nhớ tập cho nhà trai uống miếng cà phê nha. Rồi biết uống bia không? Dạ, biết sương sương mà không thích uống bia. Biết sương sương mà không thích uống bia. Được, cũng được. Bây giờ thích uống rượu hả? Dạ đúng. Trời ơi. Gái Bình Định xinh lắm con dạ. Ơi, bởi vì vợ tôi biết. Con cảm ơn chú. Tôi thấy được mạnh mẽ, mướt mít, mẫm mỉm, mịn màng nữa, mát mẻ. Hả? Nói chung là bên đó tôi cũng chấm 9/10. Đúng. Hỏi cho tôi nghe tôi coi vụ tình cảm là đúng sao? Đúng rồi. Đô mình mạnh quá rồi, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. Ý là đô mạnh không có nghĩa là có mối tình đâu. Con tìm hiểu thôi, xong người ta không nói chuyện với con nữa. Chắc là không hợp. Con không biết. Vậy con hợp gì? Vậy chứ con cảm thấy con hợp với người như thế nào? Nói chuyện được với con là được. Vậy nó còn men trong người ta. Mấy người này, không lẽ giờ ai không nói chuyện con là không có hợp với con hả? Dạ là con hơi khá nói chuyện á. Con rất là nói con chuyện dễ thương á. Con nói chuyện bác dễ đó. Gương mặt sáng sủa. Vậy là chưa còn trinh nguyên luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Mười điểm. Còn em trai sao? Tình hình kinh tế chính trị xã hội tình yêu sao? Dạ em có quen một mối tình. Em ấy là người Mỹ gốc Việt. Dám quen người Mỹ luôn á hả? Dạ. Nói tiếng Mỹ hay tiếng Việt? Sinh ra ở Việt Nam và qua Mỹ sống. À. Tại vì em ấy giỏi
Giỏi vậy gì? Giỏi vừa học giỏi mà vừa tính tình rất là tốt. Tại vì em do khoảng cách á, nên mà em ấy cũng kiểu em như suy nghĩ nhiều mà em không có bên cạnh để mà chia sẻ, nên nhiều lúc em ấy cũng gọi là có áp lực. Vậy là em đó ở xa quá đúng không? Dạ, ở xa mà cách lòng, quen mấy năm? Dạ quen cũng hơn một năm. Ủa đó giờ em quen đó là qua bên Mỹ bên đây quen nhau chứ không có ở Việt Nam hả? Dạ em ấy có về Việt Nam chơi với em. Chơi nhiều không? Trong một năm thì về một lần. Vậy quen mấy năm? Dạ quen hơn một năm, là không một năm ba tháng. Vậy nói giờ có 1.5 lần thôi hả? Dạ chủ yếu là video call với nhau. Quan trọng cái lần về đó có mặn nồng không? Dạ cũng bình thường. Cũng bình thường thôi. Chỉ mới nắm tay thôi chứ cũng chưa đi xa. Vậy có được cộng thêm điểm không? Chưa dám làm gì đâu. Thì đó có được cộng thêm điểm 10 điểm. Hai người hai bên đều trong trắng như nhau. Như nhau. Ông này nhát quá. Vậy thì bên kia sẽ bổ trợ cho mình chút xíu ha. Bây giờ mình nói về tương lai nè. Đúng rồi. Mong muốn có người bạn gái như thế nào? Em chỉ mong một người bạn gái là hiểu chuyện, dễ nhìn và biết nghĩ cho người khác. Mảnh mai thì càng tốt. Mảnh mai thì càng tốt. Mảnh mai chắc hơi khó. Mảnh mai nói chung là dạ. Con thấy con bị lọt tiêu chí đầu tiên rồi đó. Không, nhưng mà con múp míp. Con lấy thương. Cái khác con lắp lại con, con không sao cả. Con lắp mảnh mai. Đúng, con phải để cho người ta thay đổi cái tư duy của người ta đúng chứ. Đúng rồi. Con là chú Tấm 10 điểm rồi đó. Bên kia là không có mảnh nha, không nhưng mảnh. Mà rất là đáng yêu và dễ thương. Ừ. À. Mà em gặp nó sẽ thích. Ừ. Rồi, tiêu chí gì nữa không? Đúng rồi anh. Rồi còn tiêu chí của con sao nè? Mẫu hình lý tưởng của một người chồng. Đúng rồi. Là người ta chỉ có tầng 3 từ thôi. 3 từ. Tâm, tầm, trí tuệ, hết. Đối với con là tâm sinh tướng. Ừ. Thì tướng của người đó như thế nào là từ cái tâm của người đó đi ra. Tâm, tâm là họ phải có tầm nhìn. Ừ. Nói chung là con thích những kiểu như Donald Trump nè. Kiểu có một cái tầm nhìn và một cái gọi là... Con cũng thích cũng hơi thấp đó. Rồi cái gì nữa nè? Trí tuệ. Đó là ước mơ con, không có mắc cỡ. Trí tuệ. Trí tuệ. Chà, tìm ba cái này hơi khó đó nha. Từ đầu tiên. Rồi, thôi được rồi, nói về để cho nhà trai hiểu ha. Dạ. Nhưng mà cái yêu cầu dáng dấp gì không? Con mảnh mai hay gì? Dạ, đối với con thì con không yêu cầu cái đó. Ừ. Bởi vì thiệt ra là con người sinh ra là họ đã đẹp sẵn rồi. Họ vẫn còn nguyên vẹn cả tay, cả chân, cả tất cả mọi thứ là họ đã đẹp rồi. Cho nên con không có yêu cầu về mặt ngoại hình. Tuyệt vời. 11 điểm. 11 điểm. Giờ mình hỏi người thân rồi. Người thân nhận xét như đúng nào? Rồi. Nhà gái đi với ai con? Dạ, ở dưới ạ. Thôi, nguyên vàng. Dạ, cho hỏi bao nhiêu nhà gái đã có mặt đây ạ? Dạ, 4 người. Dạ. Tứ con đường nữa hả? Cháu chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Cháu là chị ruột của... À, chị ruột hả? Vâng. Theo cháu thì bạn này thực ra là ngang tuổi cháu. Đối với cháu thì có thể bù trừ những cái tính cách với em cháu. Và thì cháu nghĩ là cũng nên tìm hiểu để mà tìm thấy cái sự thú vị của một đứa còn lại của mình. Nhưng mà sơ sơ thấy hợp không? Cũng được. Cũng được? Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi ai ạ? Dạ, chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan và chào bên đàn gái. Dạ, em là em của anh Trực thì cũng chơi thân thì cũng 10 năm rồi. Thì ảnh là con người rất là hiền lành, tỉ mỉ. Nhưng mà bù lại một cái là ảnh hay nhút nhát trong các mối quan hệ, gọi là hơi rụt rè. Nên có thể đó là một điểm khuyết điểm. Thì về tâm, về tầm, về trí thì em thấy là cả ba cái đó anh Trực đều có thể đáp ứng được. Nhìn ảnh vậy chứ tâm ảnh rất là thiện. Hy vọng hai bên nhà gái và nhà trai có thể bấm nút ngày hôm nay. Em xin cảm ơn. Cảm ơn nhà trai ạ. Bạn thân nói được ghê ha. Mở rào. Phó Trực. Nói công chuyện luôn nào. Đúng rồi, đúng ngày luôn rồi đó. Bước qua đi Trực. Dạ rồi, em gửi. Em cảm ơn. Đứng đó chưa gì trơn á. Mình coi nhà gái tặng mình gì nữa. Dạ, qua đây là tụng Phật nhỏ nhỏ. À, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Nói gì nữa không? Dạ. Đặt câu hỏi. Không biết em nghĩ sao về việc ăn chay. Anh ăn chay từ nhỏ mà hiện tại anh đang chay trường. Việc ăn chay hay ăn mặn nó không phải là một cái rào cản với em á. Bởi vì em cũng là đạo Phật. Yeah. Tại vì nhà anh mọi người đều ăn chay trường hết. À. Hy vọng em không có ngại vấn đề đó. À không 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 sao hết. Rồi thôi hai đứa đi chỗ đi. Nói chung ăn chay hàng chi cái tính hàng tình đó. Tính đầm, tính đầm nhẹ nhàng vậy đó ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau này Trực. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt sao? À em thấy anh sao không? Thấy anh là một người thứ nhất là hiền lành, công ăn ổn định, rồi có ý chí. Anh muốn một người quen anh là một người như thế nào á? Tại vì tính anh rất là nhát, hầu như là ít khi chủ động về mọi việc. Thực tế con trai thì phải cần chủ động, nhưng mà tại tính anh ngại ngùng rồi nhát cấy, nói chung là vậy. Với anh thì cái việc mà anh chủ động hoàn toàn thì hơi khó. Hy vọng em có thể hiểu đồng cảm với anh là được. Nhưng mà anh góp ý nè, thật ra em nói vậy thì nhà gái nghe vậy thôi,
nhưng mà cái gì em cũng bắt nhà gái chủ động nó không hợp lý lắm. Thí dụ như tới ngày lễ, ngày Tết em phải chủ động tặng hoa, hay là mình nhìn bạn gái mình thích cái gì mình phải chủ động. Thí dụ vậy, mình nói gì nói, mình nhát thì nhát với người ngoài, nhưng với bạn gái của mình, với bà xã của mình thì mình cũng mạnh dạn lên. Đó là người thân của mình mà, có gì đâu ngại. Em có thể thay đổi chút xíu đó được không? Dạ, em sẽ cố gắng. Rồi, hai bạn tiếp tục nào. Trước khi bạn tới chương trình thì em có suy nghĩ là mong là người phụ nữ của gia đình, có nghĩa là chăm sóc gia đình tốt, biết nghĩ đến gia đình. Ngoài gia đình của mình thì suy nghĩ cho cha mẹ, mọi người xung quanh, mong muốn làm tốt một người phụ nữ gia đình là được. Không biết em suy nghĩ ý kiến đó như thế nào? Em sinh năm 1998, em thuộc thế hệ Gen Z. Và với em thì em sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Em sẽ cũng không có tập trung quá nhiều 100% sức lực của mình cho gia đình, mà bởi vì em còn có định hướng phát triển công việc của em nữa. Cho nên là anh đang mong muốn một người mà hoàn toàn gọi là một người của gia đình, sống hết mình về gia đình. Và có thể là nếu như mà theo một cái trường hợp xa hơn là chỉ ở nhà thôi và không đi làm á, thì thực sự là em không đáp ứng được điều đó. Đó là thẳng thắn với em, bởi vì em còn rất là nhiều thứ trong công việc em còn phải phấn đấu. Nếu như mà có thể thỏa thuận được thì nó là sự cân bằng giữa công việc với gia đình. Cảm ơn. Còn mình muốn có người chồng thế nào, nói cho anh biết đi. Thiệt ra là em chưa bao giờ có chồng. Em chưa bao giờ có chồng. Nhưng mà thông qua những cái người dạ là chưa có mối quan hệ nào, và cũng là chưa đến tuổi lấy chồng. Cho nên là thông qua những cái trường hợp xung quanh của em thì em đang mong muốn một người chồng của em họ phải có tính chủ động. Ít nhất là không biết gì thì cũng phải đi hỏi em. Có những câu hỏi rất là vô tri, nhưng mà cứ phải hỏi để biết được là em đang muốn cần giải quyết cái vấn đề gì. Anh cũng hiểu. Rồi. Hợp lý. Bây giờ rồi, chúng ta tiến tới gần chút xíu đi. Không biết em có gì hỏi. Bao lâu nữa anh cưới? Thì anh cứ muốn là càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Tính anh là càng đi lâu thì lại càng phai nhạt. Nên anh có bắt em đẻ bằng mọi giá phải đẻ đứa con trai cho anh không, thí dụ gì chẳng hạn? À đúng rồi. Anh thì thích con trai. Nhưng mà có phải bắt buộc không? Không bắt buộc, nhưng mà anh thích con trai hơn. Nếu như mà đẻ hoài con gái thì sao? Con gái thì vẫn vui theo kiểu con gái. Cái quan điểm mình cứ trao đổi thẳng thắn coi sao. Mặc dù là con chưa bao giờ đẻ. Dạ đúng. Đúng rồi. Bây giờ Trực có hát bài gì tặng cho em gái không? Vậy em xin hát một đoạn trong bài Phía Sau Một Cô Gái. Rồi. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ, để có thể ngỡ em từ xa ôi im hơn. Cả cuộc sống bóng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Em hát bài Chưa Quên Người Yêu Cũ. Mặc dù tao chưa có bộ. Không, chưa có bộ, nhưng mà ý là cái bài đó nó dễ hát, nó dễ nhớ. Quá trời của đất luôn. Khó quá ta. Hát đi con nói sao? Đâu phải em muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đâu, là bớt đâu, là bớt đâu. Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối. Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi. Dạ, thế rồi. Rút kinh nghiệm ai đó cũng được. Ai cũng vậy hết. Dạ. Gặp người nào đó đừng bao giờ hát Chưa Quên Người Yêu Cũ. Dạ. Mà hãy hát bài Đừng Xa Em Đêm Nay. Đúng rồi. Bài đó là bài nên hát. Thôi vui thôi, nãy giờ nè. Nắm hoài luôn ha. Được rồi. Nhắm mắt lại. Lắng nghe con tim mình, lắng nghe xem suy nghĩ của mình như thế nào về người đối diện. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, đúng với mình, nếu có cảm xúc bấm ngay cái nút, còn nếu không hợp với mình không cần bấm. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Cô gái của chúng ta không bấm. Thật ra thì cô cũng đoán được cái kết quả này. Nhưng mà cô cũng vẫn muốn nghe con nói một tí xíu. Thiệt ra là con cũng muốn thành thật với cái chuyện là mình khi sống truyền hình đó. Cho nên là mình quyết định ai hay mình lựa chọn ai con cũng không muốn làm tổn thương. Cho nên là nếu mình cảm thấy là không có cảm xúc, hoặc là người đó không phải là một cái người mà con đang mong đợi, thì con cũng sẽ không bấm. Chính xác là như vậy. Hãy nói thật với nhau về cảm xúc của mình.
Mặc dù em trai rất là thiện lành, em trai rất là nhiều điều tốt, phải nói rất nhiều điểm cộng. Chỉ có điều là phụ nữ bây giờ người ta cần năng động hơn nhiều, và người ta cần phải chủ động hơn và cần hoạt bát hơn chút xíu. Thật ra em đủ hết trơn luôn á Trực. Vấn đề tại vì em ít có giao tiếp nhiều quá, thành ra những cái tiềm năng của em nó không được bộc lộ thôi. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Dạ. Dạ cảm ơn. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải. Nó đi. Đầu tiên đã mang đến cho chúng ta quá nhiều cảm xúc. Bây giờ thì để chúng ta kiềm chế bớt cảm xúc của mình lại thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào bạn. Dạ em chào chị. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em là tên là Bành Minh Quân. Năm nay 42 tuổi. Hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe hơi, xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ xe 7 chỗ, 16 chỗ. À, chạy 7 chỗ, 16, tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đúng không? Dạ đúng. À, rồi. Mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ, hôm nay em đến với chương trình. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài và bạn nam cùng chơi. Dạ em tên là Nguyễn Ánh Lan, em năm nay 36 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Em quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu, em sống và làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9, nãy quên Quân nghe nói Quân ở quận mấy? Dạ em ở cái quận 9, quận Thủ Đức. Quá gần nhau. Coi như là hai người ở thành phố Thủ Đức, chứ có quận gì đây nữa chân á. Hai người ở chung thành phố luôn rồi. Dạ dạ. À, vậy mà không gặp nhau, nay gặp nhau, không có quận 9 với quận Thủ Đức gì hết nhau. À, Quân có điểm, có điểm gì? Dạ ưu điểm của em là em siêng năng lắm, lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Rồi em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì rồi làm ngành y, biết ngành y? Rồi đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Rồi ra làm có thực làm có bệnh viện không? Làm 2-3 năm rồi, ở bệnh viện Việt Thắng mình. Rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ, nhà công việc nhiều quá, về hỗ trợ với nhà, không có thời gian làm trong. Cũng có làm trong ngành y. Dạ. Rồi vậy là có kinh nghiệm chăm sóc con cái vợ con rồi ha. Ngon ngon đó, ngon. Ngon đúng không? Ngon. Hiện nay thì em ở nhà với ai? Em sống với ba mẹ với lại bà chị nè. À. Bà chị có gia đình chưa? Có rồi. Có rồi. Ba mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em là 69, ba em 68 ạ. Rồi. Vậy là lấy vợ gì có phải lập dâu không hay là có cho ra riêng? Em thì chị em mới có căn hộ á. À. Nó cho em nửa căn rồi. Còn nửa căn em đang chạy em làm em góp. Em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được rồi. Rồi. Ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ, chị trả được nửa, còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn. Làm bảo hiểm cho riêng mình. Gần hết luôn hả? Trời giỏi quá. Trời ơi, nhà trai khỏe, có căn hộ thì gần trả hết rồi đó. Vậy là có gọi là cơ ngơi sẵn rồi, chỉ chờ đón cô dâu thôi đúng không? Chờ lên xe thôi. À lên xe. Xe có luôn rồi. Trời ơi, có hết rồi. Để ngoài kia rồi. Mà nãy giờ nghe toàn ưu điểm không nha, chưa thấy nghe cái điểm. Quyết điểm em này, em nói chung em có thuốc á, 4 ngày em hút cỡ 1 gói á, là hút thuốc. Với lại em có cái tính em cũng hay quên trước bên sau. À, dạ. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn đó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Có khi nào mình chở khách đi cái mình quên đón khách về không? Không đâu chị Ngọc Lan ơi, cái đó không có, cái đó là có đủ luôn rồi. À, đủ luôn à. Cái đó quá nặng rồi. Dạ. Chứ Ngọc Lan đã quên rồi nha. Ngọc Lan chở bà vú đi chợ xong rồi không có đón về nhà nằm luôn. Đó quên là phải quên cỡ đó mới được á. Có quên đường trên đường thì bạn mai có, chứ còn quên chở khách không có rồi. Sao? Nhưng mà nhớ hẹn bạn gái đừng có quên nha. Không có đâu, đặt lịch hẹn trong điện thoại đó. Ừ. Khỏe ra. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Dạ. Rồi em cũng thấy là giống như là cái còn cái khuyết điểm của em á
khuyết điểm của em thì hơi giống như là hơi khó tính một xíu, tại vì giống như là em của em thì nói là chắc là chị già rồi nên khó tính á, giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Dạ, nhưng mà em cũng thấy là cũng không đến nỗi như vậy, tại vì nhiều khi nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái đúng hoặc là cái những cái thì mình cũng không có rạch ròi gì quá. Dạ, ai nói em mình già bao nhiêu tuổi mà già? Dạ, ta còn hơn mỏm dễ thương mà kêu già. Đừng có nói già đụng cảm người nó đó mới già nè. Đó, đừng có nói nha, tôi chưa già, có người già hơn nữa. Dạ, ở đây là đừng nói chuyện già hay là còn trẻ gì, chỉ nói là người lớn tuổi thôi, sống lâu năm thôi. Dạ nha, đây mới có chút xíu à, rỉ mũi chưa sạch mà nó già trẻ măng à. Dạ, em có mấy hình rồi. Bây giờ mình khó tính vậy rồi mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chính thức. Dạ, em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị, mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta, nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à, rồi em tự rút lui. Dạ, nói chung chưa đủ duyên đó. Dạ, em chính thức 2-3 mối chắc ngoài thức chắc nhiều mối nữa hả? Dạ, cũng có nhiều người thích em, nhưng mà cái tính em thì không có lăng nhăng. Tại vì em quen ai á, thì là em quen thiệt tình, chứ còn em cũng không có thích là bắt cá với lại quen người này rồi lại quen người kia để lựa chọn. Để em quen một bạn trai thì em chỉ biết quen một bạn trai thôi. Nhưng mà cái bạn trai em quen á thì lúc đầu cũng chân thành lắm, nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo rồi, dạ, đúng không? Dạ. Tôi hỏi bên đây có người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn? Có, em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi sao? 2 mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ luôn? Quá cũ rồi. Quá cũ thèm luôn. Ủa sao mà chia tay 2 mấy năm luôn hả? Em quen lúc 18 tuổi á. Đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Ủa, quen mấy năm? Dạ, quen được 2 năm tính ra trường cưới nó nè, nhưng mà quen bạn ấy 2 năm. Nhưng em người Hoa, em nói mày tao tao có vậy, nhưng mà nó thân mặt lắm. Ủa vậy hả? Em người Tàu. À. Dễ thương quá. Chị là nó luôn hả? Không. Mới nói cái nào ra đó nha. Nãy mới nói chị nó. Mới nói chị em nói cho em. Không, đúng là người Hoa. Người Hoa vậy, chị em nói chuyện vậy đó. Xưng hô vậy đó. Có duyên lắm nha. À. Tôi phá nhà trai luôn rồi đó. Quen 2 năm rồi sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đâu Phật. Nhà gái đâu Chúa hả? Đâu Chúa, rồi bắt em theo đạo á. Rồi em nói hồi đạo ai nó giữ đi, bên nhà gái khó tính quá. Cứ nói phải theo đạo mới được. Rồi là giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 mấy năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội gì sao quen, có gái nào mà quen. Học đi. Em học ngành y bộ đội mà. Rồi về em mới học thêm. Thêm đúng không? Nhưng mà lúc lái xe có gặp cô nào lên xe để ý này kia là... Không có đâu, mình lấy xe mình nhân viên anh. Rồi mình gặp mấy người càng ship dữ luôn mà. Cái em có cái kiểu như là mình thấy mình giống như mình nhớ không tới á. Cái coi thôi mình im luôn, đến giờ luôn. Rồi. Được rồi đó. Trong công ty không có nhân viên nào hết hả? Gái nhiều lắm, em trả gái nhiều lắm mà. Nhưng mà kiểu như là giống như em nói vậy đó, người ta làm chức vụ dữ không mà anh rồi. Lên này không? Bây giờ mình muốn người mình thấy mình bèo bèo nhiều quá mình không dám nhớ. Bèo đâu bèo, ai nói bèo? Tao có căn hộ sắp hết mà bèo gì? Tao có nửa căn hộ rồi. Em không có hết khu trương thêm tốn vậy thôi. Vậy chứ thiệt ra là bao nhiêu căn hộ? Dạ. Chị em nhiều lắm. Là vậy hả? Dạ, còn em thì không có. Xin chỉ có xin thêm căn nữa được. Xin thêm căn nữa được. Dạ. Xin thêm căn nữa. Thôi em ở với mẹ cũng được rồi đó, mẹ em cũng ngon lắm à. Mẹ mấy căn? Một căn mà nhiều giọng lắm. Giọng lắm hả? Dạ. Đó, trời ơi đất rồi. Quá trời ơi đất rồi, được rồi đó. Dễ thương quá. Đó, nhà gái rất là dễ thương nha. Dạ. Tôi nói nhà gái tôi nhìn rồi. Dạ dạ. Số 1 luôn đó. Quan trọng cho anh á. Quan trọng cho anh đúng không? Bây giờ nè. Bên kia trong trắng luôn á. Có mối tình chỉ 2 mấy năm, cũ quá cũ luôn. Không có chuyện người yêu cũ người mới nè. Mà rất là dễ thương, nãy giờ nghe nói thấy dễ thương không? Dạ, em nghe em chia sẻ thì cũng rất là chân tình. Anh chỉ có hút thuốc thôi. Dạ. Nhưng mà có động lực là anh sẽ bỏ luôn. Đó. Bây giờ là mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, không anh có gia trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Chân thành tới mức mà nói mẹ có căn bự hơi bự rồi đó. Chị nhiều căn á. Gì nữa? Dạ, giống như là trong nếu mà phải có một mối quan hệ nghiêm túc, giống như là phải trung thực, giống như là không có bắt cá anh. Tại bắt gì ta, 2 mấy năm không có ai mà bắt cái gì mà bắt. Giờ 4 mấy tuổi rồi cũng có cơ hội gọi là bắt đâu. Đó, yên tâm. Còn gì nữa không? Có cái gì mà em ghét ở đàn ông. Ừ. Dạ, là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. Dạ, với lại vô tâm nữa.